Hello anh em, mấy chào anh em. Sáng nay mới vào kho dẫn hai ông anh cần máy đẹp, máy VIP. Vào kho còn một con để dành duy nhất. Con để dành duy nhất. Máy còn riêng keng, không sơn, không phết. Chưa dọn dẹp. Con máy quá đẹp anh em ơi. Con máy này là không muốn đăng nhưng mà bây giờ chưa kịp đăng đã bón rồi. Chăm chiếc anh chăm chút hơn con cưng anh. tiệm dọn xong còn chưa ưng ý, còn chăm chút, còn đi rút đi dây đi đồ. Mitsu 710 gần sới bãi ngựa không đề. Máy còn sóng sủa, ốc vít còn 7 màu. Không gia công, không có thay thế. Đó, mình chỉ cần vệ sinh thôi. Bật đèn lên cho. Trưa nắng 12 giờ bật đèn. 1 giờ chứ. 1 giờ bật đèn. Ok. Ngoài những con máy này mình còn nhiều con máy khác, anh em có nhu cầu cứ liên hệ. Còn máy móc còn rất là bao la. Lớn nhỏ, kính thưa các kiểu.